Xin chào quý vị và các bạn, bây giờ là thời lượng bản tin 9h10 của Đài Phát thanh Truyền hình Cao Bằng. Như thường lệ, một số tin tức trong tỉnh đáng chú ý sẽ mở đầu cho bản tin sáng nay. Ngày 28 tháng 11, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh họp thẩm tra các báo cáo dự thảo nghị quyết trình kỳ họp thứ 26, kỳ họp thường lệ cuối năm 2024, Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026. Tham dự có các đồng chí Nông Thanh Tùng, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, Hà Nhật Lệ, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Hội đồng Nhân dân tỉnh, lãnh đạo một số sở ngành. Cuộc họp trình thẩm tra các dự thảo báo cáo, kết quả thực hiện kế hoạch phát triển kinh tế xã hội của tỉnh năm 2024 và phương hướng nhiệm vụ năm 2025. Kế hoạch phát triển kinh tế xã hội năm 2025 của tỉnh, kết quả giải quyết những ý kiến, kiến nghị của cử tri và ý kiến chất vấn của đại biểu Hội đồng Nhân dân tỉnh trong và sau kỳ họp thứ 20 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026. Và báo cáo trả lời ý kiến kiến nghị của cử tri trước kỳ họp thường lệ cuối năm 2024 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026. Đánh giá tình hình thực hiện dự toán ngân sách nhà nước, báo cáo tài chính nhà nước năm 2023, điều chỉnh bổ sung kế hoạch đầu tư công, kiểm điểm công tác chỉ đạo điều hành của Ủy ban Nhân dân tỉnh, đánh giá tình hình thực hành tiết kiệm, chống lãng phí nước. Phiên họp cũng tiến hành thẩm tra 12 hồ sơ dự thảo nghị quyết quan trọng liên quan đến lĩnh vực kinh tế ngân sách. Tại cuộc họp, các đại biểu đề nghị cơ quan soạn thảo và các cơ quan liên quan giải trình làm rõ một nội dung báo cáo tờ trình và dự thảo nghị quyết. Cụ thể, đánh giá phân tích nguyên nhân các chỉ tiêu phát triển kinh tế còn chưa đạt, những giải pháp cụ thể chi ngân sách, các chế độ chính sách, chế độ phát sinh đối với những nhiệm vụ đã có trong kế hoạch. Về nguồn vốn dự phòng ngân sách cấp tỉnh, một số huyện chưa sử dụng. Xem xét khả năng đạt tỷ lệ chất thải rắn sinh hoạt, tỷ lệ gây ô nhiễm môi trường, nguyên nhân và giải pháp tỷ lệ giải ngân đạt thấp. Bổ sung báo cáo chi ngân sách của các đơn vị cấp tỉnh, đánh giá chi tiết tình hình thực hành tiết kiệm chống lãng phí, làm rõ nguyên nhân các dự án công trình đã được phê duyệt chủ trương đầu tư nhưng triển khai còn chậm, gây lãng phí. Các đại biểu cũng cho ý kiến về lĩnh vực nông nghiệp như các chỉ tiêu trồng rừng, che phủ rừng đạt thấp, một số dự án nông nghiệp chậm triển khai, các chính sách đầu tư, chế độ cho các xã đã về đích nông thôn mới. Tiếp thu ý kiến của các đại biểu, Ban Kinh tế Ngân sách Hội đồng Nhân dân tỉnh yêu cầu các đơn vị soạn thảo tiếp tục chỉnh sửa và hoàn thiện các báo cáo, tờ trình, dự thảo nghị quyết đúng quy định để trình kỳ họp thứ 26 Hội đồng Nhân dân tỉnh khóa 17, nhiệm kỳ 2021-2026. Ngày 28 tháng 11, Ủy ban Nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị trực tiếp kết hợp trực tuyến triển khai các văn bản pháp luật quý tư năm 2024. Dự hội nghị có đại diện lãnh đạo các sở, ban ngành của tỉnh, lãnh đạo các cơ quan chính quyền địa phương tại điểm cầu các huyện, thành phố. Đồng chí Trịnh Trường Huy, Tỉnh ủy viên, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân tỉnh, Chủ tịch Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật tỉnh, chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu đã nghe triển khai giới thiệu 9 văn bản pháp luật, trong đó có 5 nghị định chính phủ và 4 quyết định của Ủy ban Nhân dân tỉnh Cao Bằng về các lĩnh vực nội vụ, thông tin truyền thông và an ninh trật tự, gồm nghị định số 95/2023 của chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật tín ngưỡng tôn giáo, nghị định số 116/2024 của chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của nghị định số 138/2020 quy định về tuyển dụng, sử dụng và quản lý công chức, và nghị định số 06/2023 của chính phủ quy định về kiểm định chất lượng đầu vào của công chức. Nghị định số 126/2024 của chính phủ quy định về tổ chức, hoạt động và quản lý hội. Quyết định số 25/2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quy chế tuyển dụng công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Quyết định số 26/2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh ban hành quy định việc quản lý sử dụng người hoạt động không chuyên trách ở xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Quyết định số 30/2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định ngành đào tạo đối với chức danh công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Và quyết định số 31/2024 của Ủy ban Nhân dân tỉnh quy định tiêu chuẩn đối với cán bộ công chức xã, phường, thị trấn trên địa bàn tỉnh Cao Bằng. Nghị định số 49/2024 của Chính phủ quy định về hoạt động thông tin cơ sở. Nghị định số 50/2024 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 136/2020 quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành luật phòng cháy và chữa cháy,
và luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật phòng cháy và chữa cháy và nghị định số 83/2017 của Chính phủ quy định về công tác cứu nạn cứu hộ của lực lượng phòng cháy và chữa cháy. Phát biểu kết luận, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Trịnh Trường Huy yêu cầu sau hội nghị, các báo cáo viên tiếp tục quán triệt, triển khai nội dung các văn bản tới đội ngũ cán bộ, công chức, viên chức và nhân dân tại đơn vị địa phương mình, để công tác tuyên truyền phổ biến giáo dục pháp luật trên địa bàn tỉnh được kịp thời, hiệu quả. Ngày 28 tháng 11, Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật tỉnh tổ chức tổng kết và trao giải cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Cao Bằng năm 2024. Dự lễ trao giải có đồng chí Trịnh Trường Huy, tỉnh ủy viên, phó chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, chủ tịch Hội đồng Phối hợp Phổ biến Giáo dục Pháp luật tỉnh, đại diện lãnh đạo các sở ngành. Cuộc thi trực tuyến tìm hiểu pháp luật về hòa giải ở cơ sở trên địa bàn tỉnh Cao Bằng được diễn ra từ ngày 15 tháng 9 năm 2024 đến hết ngày 30 tháng 10 năm 2024. Đối tượng tham dự thi gồm hòa giải viên các tổ hòa giải, người hoạt động không chuyên trách ở xóm tổ dân phố, người trực tiếp tham gia hoạt động ở xóm tổ dân phố. Sau gần 2 tháng triển khai, cuộc thi đã thu hút trên 7.000 thí sinh tham gia với trên 11.000 lượt dự thi. Trong đó có 1.847 bài dự thi trả lời đúng 20 trên 20 câu hỏi trắc nghiệm, đạt tỷ lệ 16,8%. Các địa phương có số lượt tham gia cao như thành phố Cao Bằng, huyện Quảng Hòa, huyện Trùng Khánh, huyện Bảo Lạc và huyện Hòa An. Kết thúc cuộc thi, ban tổ chức đã trao giải và giấy chứng nhận cho 34 tập thể và 46 cá nhân đạt thành tích cao. Sáng ngày 28 tháng 11, huyện Đoàn Hội Liên hiệp Thanh niên huyện Hạ Lang tổ chức Hội thi tìm hiểu Thế giới việc làm năm 2024. Hội thi tìm hiểu Thế giới việc làm năm 2024 thu hút 3 đoàn trường trên địa bàn huyện. Hội thi diễn ra 3 phần thi chào hỏi, phần thi kiến thức và phần thi thuyết trình. Hội thi tìm hiểu Thế giới việc làm là dịp để các em học sinh tìm hiểu về những ngành nghề việc làm, nhu cầu của thị trường lao động, từ đó định hướng nghề nghiệp trong tương lai. Kết thúc hội thi, ban tổ chức đã trao một giải nhất, một giải nhì, một giải ba và 3 giải phụ cho các đội thi tham gia hội thi. Tiếp theo sẽ là một số thông tin đáng chú ý trong nước quốc tế. Nhận lời mời của Chủ tịch nước Lương Cường, Quốc vương Campuchia đã đến thủ đô Hà Nội, bắt đầu chuyến thăm cấp nhà nước tới Việt Nam trong ngày 28 và ngày 29 tháng 11 năm 2024. Chiều ngày 28 tháng 11 tại Phủ Chủ tịch nước Lương Cường đã chủ trì lễ đón quốc vương Norodom Sihamoni. Trong tiếng nhạc chào mừng Chủ tịch nước Lương Cường mời quốc vương Campuchia bước lên bục danh dự. Sau khi nghe quốc thiểu hai nước, Chủ tịch nước Lương Cường và quốc vương Norodom Sihamoni bước tới cúi chào quân kỳ, duyệt đội danh dự Quân đội Nhân dân Việt Nam. Tiếp đó, hai nhà lãnh đạo giới thiệu thành phần đoàn cấp cao hai nước tham dự lễ đón. Ngày 24 tháng 6 năm 1967, Việt Nam và Campuchia chính thức thiết lập quan hệ ngoại giao. Kể từ đó đến nay, mối quan hệ hữu nghị giữa hai nước không ngừng được vun đắp và phát triển theo thời gian. Năm 2005, lãnh đạo cấp cao hai nước đã thống nhất đề ra phương châm mới trong phát triển quan hệ song phương, láng giềng tốt đẹp, hữu nghị truyền thống, hợp tác toàn diện, bền vững lâu dài. Với định hướng đó, quan hệ hai nước đã không ngừng được củng cố và phát triển trên mọi lĩnh vực. Trên nền tảng quan hệ chính trị tốt đẹp, hai bên chủ động tích cực đẩy mạnh các lĩnh vực hợp tác song phương một cách thiết thực, hiệu quả. Kim ngạch thương mại hai chiều Việt Nam-Campuchia có những bước phát triển vượt bậc, tăng trưởng trung bình hơn 20% trong giai đoạn năm 2015-2022 và vượt 10 tỷ USD vào năm 2022. Trong 10 tháng của năm 2024, kim ngạch thương mại hai chiều đạt 8,35 tỷ USD. Hai nước đặt mục tiêu kim ngạch thương mại song phương sớm đạt 20 tỷ USD trong thời gian tới. Về đầu tư, Việt Nam tiếp tục đứng đầu ASEAN và trong top 5 nước có đầu tư trực tiếp lớn nhất tại Campuchia với 205 dự án đầu tư còn hiệu lực với tổng vốn đăng ký đạt 2,94 tỷ USD. Ở chiều ngược lại, Campuchia có 38 dự án đầu tư với tổng vốn đăng ký 76,8 triệu USD tại Việt Nam. Sau lễ đón, Chủ tịch nước Lương Cường đã hội kiến với Vương quốc Campuchia nhằm đánh giá kết quả hợp tác giữa hai nước thời gian qua và đề xuất các phương hướng hợp tác thời gian tới. Bộ Thông tin và Truyền thông khuyến khích đầu tư vào việc mở rộng mạng cáp quang và đảm bảo việc truy cập Internet trở thành hiện thực cho mọi hộ gia đình Việt Nam.
Việt Nam sẽ đưa ít nhất 2 tuyến cáp quang biển mới vào khai thác vào năm 2025. Bên cạnh đó, Internet tốc độ cao đóng vai trò quan trọng trong thế giới kết nối. Hiệp hội Internet Việt Nam, giai đoạn năm 2008, Việt Nam đạt mốc 20 triệu người dùng Internet, chiếm khoảng 24% dân số. Đến năm 2014, Việt Nam có hơn 40% dân số sử dụng Internet. Số lượng người sử dụng Internet tại Việt Nam được dự báo sẽ liên tục tăng trong giai đoạn năm 2024-2029. Ước tính Việt Nam sẽ có hơn 100 triệu người dùng Internet vào năm 2029. Chiến lược hạ tầng số của Việt Nam đã xác định một số định hướng lớn, bao gồm phổ cập cáp quang đến các hộ gia đình, phủ sóng 5G rộng khắp, đảm bảo thông tin liên lạc và trao đổi dữ liệu toàn cầu. Cục Viễn thông cho hay, Internet tốc độ cao đóng vai trò quan trọng trong thế giới kết nối. Bộ Thông tin và Truyền thông khuyến khích đầu tư mở rộng mạng cáp quang và đảm bảo truy cập Internet cho mọi hộ gia đình Việt Nam. Năm 2024 đánh dấu cột mốc quan trọng trong việc triển khai 5G tại Việt Nam với việc đấu giá thành công các băng tần B, C2 và C3 cho các nhà mạng. Viettel, Vinaphone và Mobilephone đã nhanh chóng triển khai thương mại hóa chính thức cung cấp dịch vụ 5G. Có doanh nghiệp đã lên kế hoạch nâng số trạm 5G của mình đến năm 2025 đạt 50% số trạm 4G. Đối với việc đảm bảo thông tin liên lạc và trao đổi dữ liệu toàn cầu, Việt Nam sẽ đưa ít nhất 2 tuyến cáp quang biển mới vào khai thác trong năm 2025. Việt Nam cũng dự định bổ sung thêm ít nhất 8 tuyến cáp quang biển đến năm 2030, nâng tổng dung lượng thiết kế đáp ứng yêu cầu dự phòng tối thiểu 1+2. Điều này đảm bảo tính bền vững, an toàn của hạ tầng viễn thông quốc tế, đảm bảo kết nối không bị gián đoạn, tăng cường năng lực băng thông kết nối quốc tế. Bộ Thông tin và Truyền thông cũng khuyến khích phát triển các nền tảng cung cấp công nghệ số, dữ liệu lớn, chuỗi khối, an ninh mạng như dịch vụ. Các nền tảng này sẽ hoạt động như cơ sở hạ tầng mềm thiết yếu, tạo thuận lợi cho các doanh nghiệp và người dân khai thác công nghệ, giảm thiểu chi phí đầu tư ban đầu. Bộ Thông tin và Truyền thông đặt mục tiêu đến năm 2030, trung bình mỗi người dân Việt Nam sẽ sở hữu 4 kết nối IoT, đem đến bước tiến quan trọng trong việc kết nối các thiết bị, thu thập dữ liệu và triển khai tự động hóa thông minh trên nhiều lĩnh vực. Tổng công ty Cảng Hàng không Việt Nam ước tính tổng lượng khách qua các cảng hàng không thuộc ACV dịp Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025 có thể lên đến 10,5 triệu lượt, cao hơn so với 10 triệu lượt của tháng cao điểm Tết năm 2024. Để đáp ứng lượng hành khách tăng cao, Cục Hàng không đã đồng ý về tăng tối đa khả năng phục vụ các chuyến bay tại các cảng hàng không. Đơn cử tại sân bay Tân Sơn Nhất sẽ tăng lên 46 chuyến bay một giờ trong khung giờ từ 5 giờ đến 23 giờ 55 phút hàng ngày, tăng đáng kể so với bình quân ngày thường từ 38 đến 40 chuyến trên một giờ. Về thời gian chuẩn bị quay đầu cho các chuyến bay đã rút ngắn xuống còn 25 đến 42 phút so với khoảng 60 phút trước đây để tăng hệ số sử dụng tàu bay. Cục Hàng không Việt Nam đưa ra khảo sát dữ liệu giá vé của các hãng hàng không Việt Nam ngày 15 tháng 1 năm 2025, tức ngày 16 tháng Chạp năm Giáp Thìn trên chặng bay Thành phố Hồ Chí Minh - Hà Nội. Đường bay trục có tần suất khai thác nhiều nhất và cũng luôn là đường bay có số lượng hành khách di chuyển lớn nhất, đang có giá vé trung bình khoảng 1,8 triệu đồng đến 2,8 triệu đồng một chiều. Đối với chặng bay Hà Nội - Đà Nẵng của hãng hàng không Vietjet trong giai đoạn từ ngày 22 tháng 1 đến ngày 26 tháng 1 năm 2025, tức 23 tháng Chạp năm Giáp Thìn đang có giải vé từ 1,4 đến 1,7 triệu đồng một chiều, chưa bao gồm thuế, phí. Việt Nam Airlines giai đoạn này có mức vé trung bình tương đương. Nhiều chuyến bay dịp Tết Nguyên đán hiện nay có tỷ lệ lấp đầy chỗ lên đến 70% đến 80%, trong đó tập trung trên các chuyến từ Thành phố Hồ Chí Minh đi các tỉnh thành miền Bắc, miền Trung như Thanh Hóa, Quy Nhơn, Chu Lai, Đồng Hới. Lượng khách được dự báo sẽ còn tiếp tục tăng mạnh trong tháng tới. Các hãng hàng không đều khuyến cáo hành khách sớm đặt vé bay để có các mức giá ưu đãi và mua vé trên website, ứng dụng di động, phòng vé và đại lý chính thức của hãng. Để tránh mua phải vé giả, vé bị nâng giá trong dịp cao điểm Tết, hành khách nên mua vé trên website, ứng dụng di động, phòng vé, đại lý chính thức và yêu cầu lấy hóa đơn. Cục Hàng không Việt Nam cho biết cơ quan này sẽ tiếp tục theo dõi tình hình đặt giữ chỗ, giá vé máy bay trên các đường bay nội địa để kịp thời chỉ đạo các hãng hàng không bổ sung tải cung ứng trên các đường bay có nhu cầu cao, đáp ứng nhu cầu của hành khách trong dịp cao điểm Tết Nguyên đán Ất Tỵ năm 2025.
Chuyển sang tin quốc tế, Tây Ban Nha công bố gói viện trợ gần 2,3 tỷ euro nhằm khắc phục hậu quả trận lũ lụt lịch sử, hỗ trợ các khu vực chịu ảnh hưởng nặng nề bởi trận lũ lụt lịch sử xảy ra vào tháng 10 năm 2024. Trận lũ lụt nghiêm trọng đã khiến ít nhất 229 người thiệt mạng, tàn phá cơ sở hạ tầng, nhấn chìm hàng loạt cánh đồng và phá hủy nhiều nhà cửa, đặc biệt tại khu vực phía đông Valencia. Đây được xem là thảm họa thiên nhiên tồi tệ nhất Tây Ban Nha phải đối mặt trong nhiều thập kỷ qua. Theo Thủ tướng Tây Ban Nha, gói viện trợ mới này bao gồm 60 biện pháp hỗ trợ, nâng tổng số tiền mà chính phủ Tây Ban Nha dành cho các nạn nhân của lũ lụt lên mức 16,6 tỷ euro. Việc triển khai gói hỗ trợ được kỳ vọng sẽ góp phần giúp người dân và các khu vực bị ảnh hưởng phục hồi sau những tổn thất nặng nề, đồng thời tái thiết hạ tầng và đảm bảo an sinh xã hội. Bản tin 9 giờ 10 sáng nay xin được kết thúc tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại.